Thưa quý vị và các bạn, như vậy cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành công tốt đẹp. Bầu được những đại biểu đủ đức, đủ tài đại diện cho nguyện vọng ý chí của đông đảo cử tri nhân dân. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu danh sách 53 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026. 1 Bà Nguyễn Thị Anh, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế. 2. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên. 3. Ông Phạm Huy Bình, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, bí thư Thành ủy Hưng Yên. 4. Ông Trần Tùng Chuẩn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. 5. Ông Nguyễn Văn Công, Phó trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 6. Ông Bùi Thế Cử, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên. 7. Ông Trịnh Văn Diễn, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. 8. Ông Nguyễn Văn Đoan, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Mỹ. 9. Ông Lê Văn Đoàn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Việt Tiến. 10. Ông Nguyễn Văn Đoàn, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy phụ Cử. 11. Bà Đặng Thị Gấm, phó trưởng ban văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. 12. Ông Mai Xuân Giới, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Ân Thi. 13. Ông Chu Quốc Hiệu, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Văn Giang. 14. Ông Lê Quang Hòa, tỉnh ủy viên, giám đốc sở nội vụ. 15. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hưng Yên. 16. Ông Phạm Khắc Huân, phó trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 17. Ông Bùi Mạnh Hùng phó trưởng ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 18. Ông Nguyễn Lê Huy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban nội chính tỉnh ủy. 19. Ông Cao Quang Hưng, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy. 20. Ông Lê Văn Hưng, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 21. Ông Nguyễn Duy Hưng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hưng Yên. 22 bà Đỗ Thị Hương, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. 23. Bà Quách Thị Hương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hương Yên. 24. Bà Trần Thị Tuyết Hương, tỉnh ủy viên, chủ tịch hội nông dân tỉnh. 25. Ông Nguyễn Bật Khánh, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Phát Lâm. 26. Ông Lê Văn Khuê, Thượng tọa Thích Thanh Khuê, Tu sĩ, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hưng Yên. 27. Ông Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. 28. Ông Vũ Văn Kiên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên. 29. Ông Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên. 30. Bà Vũ Hồng Luyến, Tỉnh ủy viên. Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên. 31. Bảo Hoàng Thị Minh Nghĩa, thành ủy viên, trưởng phòng lao động, thương binh và xã hội, thành phố Hưng Yên. 32. Bà Doãn Thị Nguyệt, tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 33. Ông Doãn Anh Quân, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Tiên Lữ. 34. Ông Đinh Hồng Quyên, huyện ủy viên, tránh văn phòng huyện ủy Văn Lâm. 35. Ông Đạm Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. 36. Ông Nguyễn Đức Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Khói Châu. 37. Ông Nguyễn Thành Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên. 38. Ông Phạm Thái Sơn, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Kim Động, tỉnh Hưng Yên. 39. Ông Đỗ Tiến Sĩ, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên. 40. Ông Nguyễn Đức Tài, tỉnh ủy viên Giám đốc Sở Tài chính. 41. Ông Lương Minh Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Hương Yên. 42. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hương Yên. 43. Ông Vũ Văn Thắng, tỉnh ủy viên, tránh văn phòng tỉnh ủy Hương Yên. 44. Ông Vũ Trọng Thoan, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hương Yên. 45. Ông Đoàn Khắc Thuận, Phó trưởng Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hương Yên. 46, bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Mỹ Hào. 47, ông Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. 48, ông Trần Quốc Toàn Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên. 49, ông Đỗ Minh Tuân, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 50, ông Lê Văn Tuấn, tỉnh ủy viên, Tránh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên. 51, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyết, tỉnh ủy viên, chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 52. Ông Trần Quốc Văn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 53. Ông Nguyễn Văn Viện, tỉnh ủy viên, phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.